tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà, giới đầu trùm lại, do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà, giới đầu trùm lại, do không có sự tôn trọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp Tội vi phạm của vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thọ lãnh quá nhiều xúc do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thọ lãnh quá nhiều xúc do không có sự tôn trọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên do không có sự tôn trọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị lựa chọn món này món nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị lựa chọn món này món nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thọ dụng quá nhiều súp do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? Tội vi phạm của vị thọ dụng quá nhiều súp do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị dung lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị dung lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị dùng cơm che lấp súp và thức ăn do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị dùng cơm che lấp súp và thức ăn do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị không bị bệnh yêu cầu súp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị không bị bệnh yêu cầu xúc và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp Tội vi phạm của vị nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị làm giác cơm lớn do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp? Tội vi phạm của vị làm giác cơm lớn do không có sự tôn trọng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị làm dắt cơm dài do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị làm dắt cơm dài do không có sự tôn trọng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị há miệng ra khi dắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị há miệng ra khi dắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị nói khi miệng có giác cơm do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị nói khi miệng có giác cơm do không có sự tôn trọng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục do không có sự tôn trọng, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thọ thực theo lối cắn giác cơm từng chút một do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thọ thực theo lối cắn dắt cơm từng chút một do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị thọ thực theo lối làm phòng má do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thọ thực theo lối làm phòng má do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị thọ thực có sự dung rẫy bàn tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thọ thực có sự dung rẫy bàn tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp Tội vi phạm của vị thọ thực có sự lè lưỡi do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thọ thực có sự lè lưỡi do không có sự tôn trọng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp Tội vi phạm của vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp Tội vi phạm của vị thọ thực có sự nạo giác bình bát do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thọ thực có sự nạo giác bình bát do không có sự tôn trọng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp Tội vi phạm của vị thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của dị thuyết pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của dị thuyết pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp? Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự tôn trọng, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có mang giày do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có mang giày do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có đầu được trùm lại do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có đầu được trùm lại do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị ngồi ở nền đất rồi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp? Tội vi phạm của vị ngồi ở nền đất rồi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do không có sự tôn trọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị đứng thuyết pháp đến người đang ngồi do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị đứng thuyết pháp đến người đang ngồi do không có sự tôn trọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị đang đi phía sau thuyết pháp đến người đang đi ở phía trước do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị đang đi phía sau thuyết pháp đến người đang đi ở phía trước do không có sự tôn trọng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị đang đi bên đường, thuyết pháp đến người đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị đang đi bên đường, thuyết pháp đến người đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Tội vi phạm của vị đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? Tội vi phạm của vị đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc hạt nhổ trên cỏ cây xanh do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc hạt nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp dứt phần dàn xếp là phần thứ bảy